cô gái trẻ mới biết yêu vậy đó bà con. Lúc nắng, lúc mưa, lúc hờn, lúc giỏi vậy bà con ha. Sợ phẫn rồi lớp vàng rồi vàng lá chứ. Hồi mới là tôi cũng không phái nó nên mà bây giờ tôi phải thích nó. Nó hay hay cái vụ đó, vụ này với nó nãy bộ dữ tợn. Huyền Nhi kính chào quý khán giả thân mến. Những trà lúa tại Thủ Thừa, Long An đang từ thời kỳ rổ lẹt xẹt đến rổ đều. Và khi bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá cờ, mưa sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, đồng thời tạo điều kiện cho nấm khuẩn xâm nhập. Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay, Huyền Nhi xin mời bà con hãy cùng vẽ ra những kế hoạch chăm sóc lúa rổ lẹt xẹt và rổ đều trong giai đoạn mưa bão. Và ngay bây giờ thì xin mời bà con hãy cùng đi thăm đồng cùng với Huyền Nhi nha. Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bờ cạn, nơi thì cày sâu. Công lệnh chẳng quản bao lâu, ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Sáng ra nghe anh em cao hứng đọc thơ, chú của liền nói: đất chỗ nào không biết, chứ đất Thủ Thừa kêu bờ cạn cày sâu khó ăn lắm. Chuyện là khu này gò cao nên bờ cạn thì khó lấy nước, còn kiểu cày sâu thì kẹt chỗ chân phèn bên dưới. Thế vậy mà trong cái khó ló cái khôn, chú của kể: ruộng được người ta bán đi lớp đất mặt nên nước nôi cũng dễ, còn trị phèn thì đánh một vòng mương ống là xong. Đó là đôi nét về lịch sử canh tác, qua đó đã vẽ ra một vùng đất khó. Tuy nhiên, với những cách canh tác riêng mà nhà nông vẫn kiến tạo được trà lúa đủ lực trước khi bước vào giai đoạn cực trọng. Chú của khoe, đầu vụ tới giờ ba cử Arigo 620, trôi rễ ngon lành, giờ chỉ mong tới trổ được nắng, mà nghe đâu bão tới nữa. Sáng nay ở Long An mà tưởng đâu Đà Lạt, trời lúc nắng lúc mưa làm suốt. Được bão hôm trước đã nhuốm lên lá lúa những mảng màu vàng xám của bệnh sọc trong, lo tới ngày trổ vi khuẩn nó ăn vô bông làm thất lúa. Chú của rủ anh em qua chơi, sẵn thăm đồng rồi vẽ ra những cách bảo vệ ruộng lúa an toàn trước đợt bão số 2 sắp tới. Nói đúng ra sâu thì có đợt sâu ống, nhưng mà có xịt thành công đó là của bên ông Hắc Nông á, nó cũng lướt qua lâu rồi. Rồi bệnh nó thì cũng có bệnh đậu ôn đó. Có bệnh đậu ôn nhưng mà nó cũng đỡ hơn nếp. Cái này giờ đang ôm bắp này sợ vi phẩm. Mà thấy mấy đám nếp vi phẩm quá trời chùm chùm rồi. Sợ phẩm rồi lớp vàng rồi vàng lá chứ đâu có lo gì nữa đâu. Thấy năm nay rầy rà rồi thấy cũng không có. Nói về biểu hiện bệnh hại khi lúa trổ gặp mưa thì ai cũng sợ. Chú của chia sẻ, đầu vụ chọn giống kháng bệnh, phân vướng đã bón cân đối, giờ còn mấy cử xịt phải tính cho kỹ. Tính ra nhà nông lo lắng cũng phải, nấm và khuẩn luôn có sẵn trên ruộng lúa. Chúng chỉ đợi điều kiện thuận lợi để xâm nhiễm vào. Một là kiểu thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện tại, và hai là thời điểm lúa trổ có nhiều khoảng hở tự nhiên. Hiểu được những yếu tố này, bà con sẽ có kế hoạch đầu tư hợp lý bên trên. Song song với khâu phun xịt thì việc quản lý nước ruộng cũng mang ý nghĩa tích cực trong việc kiểm soát bệnh hại. Hoàng Vũ xin kính chào quý nhà nông, kính chào quý khán giả thân mến. Thưa bà con, thì cái thời tiết giai đoạn hiện tại thì nó giống như là cô gái trẻ mới biết yêu vậy đó bà con. Lúc nắng, lúc mưa, lúc hờn, lúc giỏi bà con ha. Và bà con biết đó thì việc biến đổi thời tiết đối với người ta mình thì nó không có thành vấn đề. Dù mưa thì mình vô chỗ mình trú đâu bà con. Còn cây lúa ở ngoài đồng và ngay giai đoạn chỗ lẹt xẹt đến chỗ đều mà nó cứ trời sụt thời tiết như vậy thì nó sẽ dấy lên những cái nỗi lo của bà con mình về những cái đối tượng bệnh hại bà con. Nhưng mà thực tế thì quý anh chú chia sẻ cũng đúng. Bà con thấy là ở trên lá thì nó đã nhuốm những cái bệnh do vi khuẩn gây ra rồi, đó là bệnh sọc trong. Và đây là cái dấu hiệu mà nó báo hiệu cái điều kiện thời tiết như vậy nó sẽ làm cho phát sinh những cái đối tượng khác nữa. Tại xong cái sọc trong thì bà con mình sẽ biết tới cái trái bì lá nè, rồi cái lép vàng, cũng như là những loại nấm như là đậu ôn cổ bông và lép lép bà con ha. Vâng, và bà con thấy là với cái tình hình này thì bệnh nó cũng là một cái phần để chúng ta quản lý thôi, nhưng mà những cái khâu khác đi kèm theo đó thì mình cũng phải quan tâm. Ví dụ như cái khâu quản lý nước trên ruộng này bà con, thường thì theo những cái tài liệu khoa giáo, lúc mà lúa chỗ lẹt xẹt thì ruộng mình phải đưa nước vô cho cây lúa chỗ. Nhưng mà bây giờ mưa cứ lâm châm hoài thì trong cái cách mà bà con mình quản lý nước, mình sẽ tranh thủ mình tháo ra càng nhiều càng tốt các bà con ha. Chứ mình để nước trên ruộng thì nó sẽ vô tình
nó là điều kiện để vi khuẩn nó lây lan nhanh. Cho nên cái điều đầu tiên mà Hoàng Vũ muốn chia sẻ cho quý anh quý chú ở khu vực Thủ Thừa này thì bà con mình cứ sẵn sàng mình tháo bọng ra đi bà con. Cây lúa vẫn chỗ bình thường chứ nó không có ảnh hưởng gì hết đó bà con ha. Rồi thì bên cạnh cái việc mà bà con mình quản lý nước xong thì mình phải tính tới những cửa phun xịt. Từ chỗ lạc sẹt tới chỗ điều về truyền thống của chúng ta, mình sẽ có hai cửa phun. Tuy nhiên thì ở khoảng giữa đó bà con, với cái kiểu mà nắng mưa trong ngày không biết mấy chục lần như vậy thì nó sẽ có một cái khoảng là 4-5 ngày tính từ ngày mà bà con mình phun cái chỗ lạc sẹt đó, nó sẽ có một cái cửa phun xen giữa nữa hả bà con ha. Vâng, thì đó là những cái kế hoạch mà mình sẽ vẽ ra ở bên trên, rồi ở bên dưới quản lý nước. Và cụ thể từng sản phẩm ứng với từng giai đoạn đó, mình sẽ tiếp tục mình gặp gỡ nhà nông và mình bàn thêm với bà con ha. Nghe anh em phân tích chú của Phì Cười, làm ruộng như chăm vợ bầu, lúa trổ gặp mưa như đàn bà đẻ, khó tính hết sức. Chú Sáu phân trần, nói đi thì cũng phải nói lại chứ đâu phải bà nào cũng khó. Như lúa đồng xuân có khuẩn khuyết gì đâu, nước mưa thấy vậy chứ độc lắm. Không chỉ riêng về yếu tố thời tiết mà xét về bản chất khoa học thì vi khuẩn sẽ lây nhanh hơn nấm. Nấm bệnh cần phải có thời gian để bầu tử nảy mầm, hình thành đĩa áp để bám vào cây ký chủ. Còn vi khuẩn thì nhanh, gọn, lẹ. Mỗi khi bám được vào cây lúa, chúng sẽ nhân đôi liên tục, tạo ra hàng triệu cá thể gây hại. Đặc biệt, vi khuẩn sinh sống bên trong bó mạch. Quá trình vận chuyển nước và chất khoáng sẽ đẩy mầm bệnh lây lan đều trong cây, khiến cho việc phun xịt trở nên khó khăn hơn. Qua đó, để quản lý chúng thì việc chủ động phòng bệnh sẽ là yếu tố quyết định thành công. Kính thưa bà con, hồi nãy trời mưa Hoàng Vũ đội nón, còn mới chút xíu giờ nó nắng nó hực lên nóng quá, mình phải cởi ra nè bà con. Do đó mình thấy cái sự biến đổi của thời tiết nó liên tục các bà con. Và với việc lắng nghe cái kinh nghiệm của bà con mình vừa chia sẻ thì trong cái công thức phun xịt đó, mình phải có thuốc trừ nấm nè, mình phải có thuốc trị vi khuẩn. Do đó thì bà con mình sẽ vẽ ra là Happygon cộng vi khuẩn ABN đầu tiên các bà con. Thì hai cái món đó nó đã đảm bảo là quản lý những cái loại dịch hại về nấm về khuẩn rồi. Còn bây giờ bà con mình phải tính tới cái chuyện mà mình tăng cái cường lực cho nhị đực trong cái điều kiện mà mưa như thế này, thì cái nhóm đó nó sẽ là chất điều hòa sinh trưởng thế hệ thứ 6, Racinolide hả bà con ha. Đó là công thức giải quyết các tác nhân tấn công từ bên ngoài. Còn bên trong, việc tăng cường lực cho cây là điều hết sức cần thiết. Các thành phần trong nước mưa thường làm giảm khả năng phân chia tế bào hạt phấn, khiến chúng thiếu sức sống. Đồng thời nước mưa làm loãng môi trường kết dính hạt phấn với nấm nhụy, gây ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Một khi bầu noãn đã chết đi thì vi khuẩn sẽ xâm nhiễm và gây hại. Việc duy trì sức khỏe hạt phấn được các nhà nông tiến hành bằng cách bổ sung chất điều hòa sinh trưởng Racinolide ở cửa trổ lạc sẹt và trổ điều. Việc còn lại thì mong cho ông trời đừng rớt hột mưa khi bông lúa đang hạ họng phơi màu nữa là khỏe. Riêng cửa phun xen kẽ thì sẽ tùy tình hình thời tiết mà quyết định. Cụ thể nắng tốt thì bỏ, mưa nhiều mới phun. Và con biết là với cái điều kiện mưa này thì nó có thể làm cho cái việc mà hạt phấn nó rớt vào cái vòi nhụy đó nó bị ảnh hưởng, cũng như là cái môi trường thụ tinh đó bà con nó bị loãng đi. Và cái việc mà bà con mình muốn cải thiện thì cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng Racinolide nó thích hợp nhất. Như vậy thì trong bình phun của mình là chỉ có 3 món thôi bà con ha, và thêm nữa là cái chất trợ lực thấm sâu 30 giây vô để mình có phun mà có 5-7 phút sau có mưa mình cũng không có bị hồi hộp với bà con. Còn đối với những nhóm sâu hại thì khi kiểm tra tổng quan thì Hoàng Vũ khuyến cáo bà con mình sẽ bỏ qua, tại nó không có lứa bướm nào hết bà con, không có một cái đối tượng côn trùng nào ở dưới gốc, ở trên lá hết, thì mình tiết kiệm được cái phần đó. Vâng, cái công thức Happygon khuẩn ABN với Supercat đó bà con, mình sẽ lặp lại ở giai đoạn chỗ điều. Còn bây giờ bà con sẽ hỏi là cái khoảng giữa đó, nếu mà thời tiết nó biến đổi kiểu này thì mình sẽ phun cái gì? Thì bà con mình cứ dùng cái cặp đôi giải pháp vàng là đủ rồi bà con. Cặp đôi đó nó sẽ bảo đảm cho chúng ta những cái đối tượng vô nấm và vô khuẩn. Và Hoàng Vũ mong muốn là từ lúc chỗ lật sẹt cho tới lúc chỗ điều nó thuận lợi hết, để bà con mình khỏi có tốn cái cửa phun xen giữa bà con ha. Nhưng mà mình cứ thủ đi bà con, mình cứ vẽ ra sẵn, nếu mà có tình huống bất lợi thì mình có cái giải pháp mình đối ứng liền. Rồi bà con thân mến, thì về cái phần quản lý bệnh hại coi như chúng ta đã xong ở đây. Mình sẽ tiếp tục mình lắng nghe coi quý anh quý chú mình còn cái bí quyết gì, hoặc là còn những cái vấn đề lo lắng gì nữa hay không, thì mình sẽ tiếp tục mình gặp gỡ quý anh chú hay bà con ha.
Bà con thân mến, bên cạnh vi khuẩn thì khâu chống đậu ngã cho ruộng lúa cũng được rất là nhiều bà con mình quan tâm. Và vấn đề này thì đã được giải quyết bằng chế phẩm trụ thép cải tiến. Ở phần tiếp theo của chương trình, Huyền Nhi xin mời bà con hãy cùng lắng nghe những đánh giá về việc ứng dụng thành công chế phẩm này từ quý anh, quý chú nhé. Mỗi khoảnh khắc trong chuyến thăm đồng hôm nay là chứng kiến cảnh biến đổi của thời tiết. Mới nắng chút xíu, giờ thì những lớp mây xám lại kéo đến, lấn áp màu xanh của nền trời. Anh em khăn gói tính về, chú của níu lại khoe thành quả ứng dụng giải pháp cứng cây hồ giữa vụ. Chú kể, qua đợt bão số 1 thấy lúa phượt, lá đài xếp chồng thành từng lớp, đẩy một cử trụ thép cải tiến, giờ lúa đứng sững. Nói có sách, mách có chứng, chú của bay xuống nhổ lúa lên kiểm tra, sẵn tiện quơ luôn mấy bụi cỏ sót. Dằn co mãi mới nhổ được chúng, chú của trách, trụ thép cứng quá, lúa cứng mà cỏ cũng cứng, xém nữa chú nhủi. Ngày đầu cách xài trụ thép cải tiến của chú cũng rất kỹ, lúc nào pha thuốc chú cũng chừa lại một chai, hỏi ra mới biết để dành cho máy bay phun vét 4 vòng bờ, sau này lúa không ngã ra đường mương ống mà ngang. Tôi thấy là khoảng 12 tiếng đồng hồ ra sau là tôi vô tôi thấy lá dựng lại rồi, lá chẳng hạn như mấy lá té nghiêng á, bởi ở ngoài thì nó cứ nhắc đó mà còn ở trong cái đường mương mà mình lấy nè, nó còn lá hay vậy, anh Tư tôi biểu vô xịt nãy anh biểu vô xịt đó, xịt pha xịt bình tay. Tôi làm biến mà đã để máy bay xịt xong rồi cái bắt đầu tôi còn cái nó dắt bao bờ đó rồi tôi đổ trụ thép cải tiến vô cho xịt luôn. Tôi làm nó đúng ra tôi làm vậy mà mỗi năm á, là coi như là thí dụ như mình không có mần mấy cái thằng như là không có mần trụ thép cải tiến thì nó sẽ ngã ập ra mương lúa rìa nó ngã ập ra mương, còn mấy năm nay tôi dây qua trụ thép cải tiến là lúa đứng sững không có ngã ập ra mương hết trơn, máy cắt nó tém gần hết, mình thí dụ đi trển xuống đây là chừng 200 thước, chừng ít nắm trong tay rồi lúa đứng sững máy tém vô hết luôn. Mà nhưng mà tôi phải làm kiểu đó nha, không nó xịt xong hết rồi tôi biểu nó bốn đường bờ là một lát rồi tôi sẽ đổ một chai trụ thép cải tiến vô bao bờ. Làm ruộng cặp tranh chú của hơn 30 năm nay, nhưng tính chú Sáu thì hay phòng thủ, cũng khoái cái mới nhưng suối anh em xài trước, khi nào thấy hiệu quả mới lập theo. Chú Sáu nói, tôi coi kênh A Phát Nông biết trụ thép trước ông của lâu rồi, nhưng chấp ông xài trước. Chú của vui vẻ tiếp lời, cha này thuốc thì kêu tôi thử, còn bia bọt mát mẻ thì dành trước. Nói chứ sở dĩ của anh chú khoái trụ thép cải tiến là vì bên cạnh việc giúp cây lúa cứng cây, đứng lá, còn có cơ chế kích thích cây lúa ra rễ nhảy chồi. Maybe Quad Chlorid có trong chế phẩm sẽ giúp chuyển hóa hàm lượng kích thích tố dư thừa thành dạng lân hữu hiệu phục vụ kiến thiết chồi rễ. Chú Sáu khoái chí kể lại câu chuyện ứng dụng trên ruộng lúa nhà mình và khẳng định sau này xài trụ thép mỗi vụ luôn. Hổm lúa tôi như vậy nè, mẹp mẹp như vậy nè, cái bắt đầu chú ông đó, ông chú Sáu đó mới biểu lấy thép cải tiến vô xịt, tôi xịt cái bây giờ lúa tôi nó đứng lên trơn, không có còn nằm mẹp mẹp nằm nước gì nữa này vậy nè. Mà tôi hồi mới là tôi cũng không phái nó nên mà bây giờ tôi phải thích nó hay cái vụ đó, vụ này với nó nở bụi dữ tợn thép cái tiếng á, nó hay lắm, cái đó là hay lắm. Ngoài đồng lúa trổ gặp mưa, đậu ôm lem lép chẳng chừa ruộng ai, khuẩn bông khuẩn lá rất tài, lợi dụng sơ hở chúng bay vào liền, giả pháp đánh tan muộn phiền, thuốc trừ nấm khuẩn phun liền là xong. Gió giật cây lúa uống công, bổ sung trụ thép an lòng trước sau. Thăm đồng rồi chú muốn sao, bia mồi có sẵn giờ vào nhậu luôn. Với những kế hoạch canh tác đã được vẽ ra cụ thể, mong rằng sẽ giúp quý anh quý chú bảo vệ an toàn cho ruộng lúa giai đoạn trổ sắp tới nhé. Bà con thân mến, về giải pháp quản lý bệnh đã được anh em kỹ thuật chuyển giao ở phần đầu chương trình. Riêng về khâu chống đậu ngã trên ruộng lúa thì qua phần chia sẻ của quý anh quý chú, Huyền Nhi tin rằng sẽ giúp cho quý bà con có thêm niềm tin ứng dụng chế phẩm trụ thép cải tiến trên đồng ruộng nhà mình. Cuối lời thì Huyền Nhi xin chúc bà con sẽ có ruộng lúa khỏe mạnh, đạt năng suất cao với quy trình của công ty An Phát Nông. Và đến đây thì Huyền Nhi xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại ở những chương trình kỳ tới nha.